xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thứ sa thứ lành thai dạ. Một lần nữa con thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thâm đã truyền tâm quy vào ngũ giới. Bây giờ thì con xin trao mic lại cho Nguyên Trang hay Nguyên Như. Sa thú. Dạ, như con xin thay mặt lớp học kính tri ân chị Hà đã thay mặt cho lớp để xin giới, và con xin tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để truyền giới cho tất cả chúng con của buổi tối hôm nay. Và bây giờ như con xin con thấy sư phụ Pháp Tính đã vào lớp. Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa Brahma chaloka thipati sampati katan chali an thiwarang ajachatha santi thasantam parachang kachatika dese tu thammang anukam bimang bachang santham ma phê rinh quy nhà dân cha ca dân sùa tân cha bần thân a phi thầm ma chấm măng a cô ta dân tu cha tu san cha đăng đăng ba bố tha nầy dê ba ri sa ya man chê ê quang sa hâm ba ti brahma pha ga quan tăng a ya cha tha tuân hi pha quê na tăng bu thô ca ruôn nhé na thi qua sa ya tăng ha vu tha ya ba đê na mi ga đa yang ta tô ga tô ban cha vang gia đa yo nay ye a mang ba ye si tham ma tô ta tô ba phu ti sam bu thô a nu na tham ma đề sa năng ma kha wa sa ni đề se si san ta năng an tha sinh tha căng tê na sa thu a yo phan tê đề se tu tham ma đề sa năng sam ba di tha pa di sa ya anu cam bam bi ca ta quê Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư phụ Pháp Tính có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay, và con xin dâng mic lại cho sư phụ ạ. Dạ quý vị có nghe âm thanh của chúng tôi một tiếng có bị alo, dạ có bị tạp âm ở bên ngoài, chắc là tạp âm ở bên ngoài nhiều, do bây giờ mấy cái máy đục, máy trụ hộ nó hoạt động liên tục, mấy ngày nay chúng tôi cũng nhức đầu, cũng mệt, dạ vậy thì quý vị nghe rõ tốt rồi, dạ còn
xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa thượng tâm, kính chào sư Nguyên Thông cùng đại chúng ở trong room. Giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần thập nhị nhân duyên. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái chi phần thọ duyên ái, thọ duyên ái. Vậy thì chúng tôi xin được làm lễ tam bảo một cách tôn tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apiwa demi sokato bhagavata thammo thammang namassami sudibano bhagavato savaka sangko sanghang namami lokassat nathang vadamuttama hang buddhan chak thammang chak vannamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương công đức của tam bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tốn tắc, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, nếu mà nói về ái đó, chúng ta mà hiểu một cách tốn tắc đó, thì nó rất là dễ. Do có danh sắc, danh sắc là có lục nhập, lục nhập rồi có cái gì, có cái sự xúc chạm, có cái sự xúc chạm, xúc chạm rồi nó sanh ra cái gì, nó sanh ra cảm thọ, nó sanh ra cảm thọ rồi cảm thọ nó sanh cái gì, cảm thọ nó sanh lên ái. Mình dù bất cứ một cái cảm thọ gì đó, nó cũng sanh lên ái. Nó quý vị thấy rằng á, chỉ có bậc thánh nhân là cảm thọ nó không có sanh ái thôi. Còn đối với chúng ta, đối với phàm phu của chúng ta đó, mà gọi là những người mà ái tiền miên, chúng ta còn ái tiền miên á, thì coi như là họ nó duyên ái. Thế mà có cái cảm thọ thì lúc bấy giờ đó, là coi như là ái nó sẽ có mặt. Đó, vậy thì ngày hôm nay á, chúng ta học là thọ duyên ái. Vậy thì cái chữ ái ở đây có nghĩa là gì? Tanha có nghĩa là ở đây là ám chỉ cho cái sự thích thú, cái sự dính mắc. Quý vị thấy rằng là nếu mà nói theo chi pháp là tâm sở tham hay là sở hữu tham hợp trong tám tâm tham đó. Có những người ta hỏi chúng tôi là tại sao mà tâm tham có tám tâm mà mà mình thấy ở trên đời này nó nhiều cái tham lắm, mà sao mình học ở trong vi diệu pháp có tám tâm tham. Chúng tôi nói là tám tâm tham là cũng đủ để mà mình đi suốt kiếp suốt dòng luân hồi này rồi, mà còn chi mà đòi nhiều như vậy đó. Quý vị học có khi nào quý vị thắc mắc là tại sao mà ở trong cái đời này đó là mình thấy tham tài, tham tiền, tham tình, tham đủ thứ đó, mà tại sao mà mình học là coi như là có tám tâm tham thôi đó. Thì quý vị thấy rằng có nhiều người ta ngồi người ta suy nghĩ rồi sao rồi có tám tâm tham thôi. Chúng tôi nói tám tâm tham này đó là nó đưa mình đi là không biết khi nào mà mình trở về mình gặp được Đức Phật đó, chứ đừng nói mà chỉ có tám tâm tham thôi. Đó, trở lại cái vấn đề mà mình học ngày hôm nay đó. Vậy thì thọ mà duyên cho ái thì trước tiên á là chúng ta phải hiểu cái chữ ái ở đây đó. Cái chữ ái ở đây là tanha. Quê đã na bách cha gia tanha, tanha là cái chữ ái. Ái này nó nhẹ lắm quý vị. Ái này nó nhẹ lắm. Ái này á khi mà nó bình thường á nó chỉ là ái thôi. Thí dụ như chúng ta mắt chúng ta nhìn cảnh sắc, mắt chúng ta thấy cảnh sắc, mình thích cảnh sắc đó gọi là ái sắc. Tai chúng ta nghe tiếng, chúng ta thích cái âm thanh đó, lúc đó nó chỉ là ái thôi. Rồi mũi chúng ta ngửi mùi là lúc đó chúng ta ái cảnh khí. Rồi lưỡi của chúng ta nếm vị, chúng ta bị ái cái cảnh vị đó.
Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người phải vợ người ta nấu cho người ta ăn, người ta thích, người ta mới cảm thấy ngon. Hoặc là có những người phải mẹ mình nấu, hoặc là cái người thân của mình nấu cho mình ăn, mình mới cảm thấy ngon. Chứ ở nhà hàng chưa chắc gì ngon đâu bạn. Đó là mình bị ái cảnh vị. Bởi vì quý vị thấy rằng khi mà mình học ở trong Tăng Chi đó, không có một sắc nào mà bằng sắc của người nữ chiếm và ngự trị trong tâm của người đàn ông, và ngược lại, không có sắc của một người nào bằng sắc của người đàn ông chiếm và ngự trị ở trong tâm của người đàn bà. Đó thì quý vị thấy rằng là coi như là nó phải tổng hợp hết quý vị, nó tổng hợp hết đó quý vị học. Thí dụ như mình nghe cái câu Phật ngôn á, không có cái sắc nào bằng sắc của cái người nữ mà ngự trị trong tâm của người đàn ông, là chúng ta đừng có nghĩ về cái sắc đẹp không nha quý vị, về cái mái tóc, cái hình dáng, cái đủ thứ hết, rồi cái mùi vị đồ này kia, nó coi như là nó tổng hợp hết, nó mới chiếm và ngự trị trong tâm của người đàn ông được đó. Chúng ta hoặc là ngược lại đó. Trở lại với cái vấn đề mà chúng ta đang học, cái chữ ái này nè, nó rất là nhẹ, nó rất là nhẹ, nó chưa có, nó chưa có bằng cái chữ tham, bằng cái chữ tham. Chúng tôi giải thích cho quý vị nghe là cái điều này đó, là mình căn cứ vô đâu quý vị? Chúng ta căn cứ vào cái câu Pháp Cú Kinh, có một cái câu Pháp Cú Kinh số 200 năm mấy đó, chúng tôi quên rồi. Nati raga samo akki, lửa nào bằng lửa tham? Nati dosa samo gaho, gông nào bằng sân hận? Nati moha samo cha lăng, lưới nào bằng lưới si? Nati tanha nadi, sông nào bằng sông ái? Đó rồi, quý vị thấy rằng lửa nào bằng lửa tham, sông nào bằng sông ái. Đó, chúng ta lấy hai cái câu này thì chúng ta mới biết, chúng ta mới biết rằng là cái ái, đối với khi mà mình nói đến tham thì cũng là sở hữu, là sở hữu tham, có nghĩa là chê tán lô pháp. Rồi mình nói đến ái thì cũng chê tán lô pháp luôn. Nhưng mà khi mà phân tích ra đó, hoặc là ở trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta học rồi đó, chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta chiêm nghiệm đó, lửa nào bằng lửa tham, sông nào bằng sông ái. Cái điều này á, hai cái điều này á, là nó có cái sức công hóa nó khác nhau, thành ra Đức Phật mới nói riêng ra quý vị. Chứ nếu mà nó bằng nhau, Đức Phật sẽ nói một câu thôi. Quý vị thấy thường thường là chúng ta có nhiều khi á, mình ngồi mình đọc một cái gì đó, mình phải suy ngẫm kỹ, mình phải suy ngẫm kỹ. Nếu mà hai cái này á, mà nó công hóa, mà nó giống nhau, cái sức công hóa mà nó giống nhau, thì Đức Phật sẽ nói một câu thôi. Nhưng mà hai cái này nó công hóa khác nhau, thành ra Đức Phật mới nói hai câu. Lửa nào bằng lửa tham, sông nào bằng sông ái? Thì quý vị thấy rằng Đức Phật ví tham ái giống như là lửa mà nó thiêu đốt, lửa mà nó thiêu đốt thân tâm. Đó, còn đối với ái tanh hà thì nó không có nóng như than, nhưng mà nó giống như cái dòng sông, nó giống như cái dòng sông. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy nè, khi mà mình tham, thí dụ như là mình tham, quý vị thấy không, có những người mà người ta ngày mai người ta đi nhận chức, là đêm đó người ta ngủ không được, ngày mai mà mình biết mình sẽ được đi lãnh thưởng, lãnh cái gì đó, là coi như là đêm nay là mình ngủ không được, tham nó thiêu đốt thân tâm mình. Ngày mai mà mình gặp người mình thương, ngày mai mình được gặp người mình thương, đừng có nói là người mình thương quý vị, thật sự ra đừng có nói là người mình thương, người mình quý mến thôi. Thí dụ như quý vị thấy mùa lễ nhân y đó, mùa lễ nhân y đó, nhiều khi á, là chúng tôi nghe mà nói quý vị ngày mai quý vị lên á, là nhiều khi đó là coi như là mình ngủ cũng không được,
à, mình ngủ cũng được. Cái sự mà mình thích, mình thích gặp lại cái cảnh đó à. Là đúng không? Thành ra đó quý vị biết đó, là coi như là đối với tham á, à, đối với tham á, mà quý vị thấy rằng có, bởi vì có những người á, à, người ta xa cái người thương, xa cái người yêu, người ta ngủ không được. Hoặc là ngày mai mà người ta là coi như là đi gặp, à, ví dụ như ngày mai mà mẹ mà đi gặp con đồ này kia đó, quý vị thấy không, người ta ngủ cũng không được à. Đó, thành ra Đức Phật mới nói là tham ái này nó giống như là lửa mà nó thiêu đốt à, lửa mà nó thiêu đốt thân tâm à. Còn đối với cái ái dục mà cái tanha này đó, nó ví như cái gì quý vị? Nó ví như cái dòng sông, sông nào bằng sông ái đó. Nhưng mà chúng ta tưởng là cái dòng sông là dòng sông là mát mẻ nha, dòng sông là mát mẻ, nhưng không có đâu nha. Dòng sông này nó sẽ nhận chìm những ai đang trôi nổi trên dòng nước à, có nghĩa là tanha này nó sẽ đưa chúng ta đi luân hồi nhiều cõi à, luân hồi nhiều cõi, thành ra mình không có biết được đó. Nó rất là mát mẻ à, ở đây đó là quý vị thấy rằng Đức Phật đó, nói đối với cái tham đó, nó giống như lửa nó thiêu đốt à, còn cái ái đó, thì nó giống như dòng sông. À, mà dòng sông á, thì chúng ta thấy rằng á, là chúng ta tưởng là mát mẻ, nó mát mẻ thiệt, nhưng mà những gì mà đang à, đang trôi ở trên dòng sông đó, rồi một lúc nào đó nó sẽ chìm hết à, nó bị cái dòng sông này nhấn chìm những cái gì mà đang nổi ở trên cái dòng sông. Thì cũng vậy, tanha này nè, nó sẽ đưa chúng ta đi à, luân hồi ở các cõi hết đó. Nhưng mà cái điều này á, thành ra đó quý vị thấy rằng á, chúng tôi muốn chứng minh cho quý vị coi một cái nữa đó. Quý vị thấy rằng đối với vị thánh A-la-hàm à, tham dục còn không? Không, hết rồi. Tham giống mình ở cái cõi dục giới này không có à, đối với vị A-la-hàm không có đó. Nhưng mà coi như là vị thánh A-la-hàm còn ái sắc, ái vô sắc, thành ra mới sanh lên ngà cõi cõi sớ hoặc là cõi à, vô sắc đó. Đó, các ngài là các vị thánh A-la-hàm không còn cái à, cái ái mà ở cái cõi dục này nữa đó. Hoặc là quý vị thấy rằng những cái vị mà tu tập à, người ta chứng được à, những cái chi thiền, những cái tầng thiền đó, quý vị đừng nói mà chứng những cái tầng thiền. Mình mà ngồi thiền mà mình giữ tâm mình ở trên đề mục à, được à, nói chung là được một giai đoạn thôi à, có nghĩa là được vài chục phút thôi là mình đã cảm thấy là nó thích thú ở trong đó rồi à, nó ái ở trong đó rồi, chứ đừng nói chi mà đến mà sơ thiền nhị thiền đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng có những người á, là người ta ái thiền luôn à, người ta ái thiền luôn quý vị. Có nghĩa là mình tu tập thiền á, mà mình có cái sự mà theo dõi được cái đề mục mà mình tu tập rồi, lúc đó là mình coi như là mình bị dính mắt à, mình dính mắt rất là nhiều đó. Thành ra đó cái chữ ái này, cái tanha này đó, quý vị thấy rằng á, chúng tôi nhớ Đức Phật là nói giống như cái dòng sông nó mát mẻ lắm à, nhưng mà những cái gì mà ở trên đó là nó nhận chìm hết à, nó nhận chìm hết đó. Nhưng mà quý vị biết không, coi vậy đó, chứ ái này đó à, ái này nó cũng có cái gì nè, là có thể á, là chúng ta có cái ái này, có khi á, là chúng ta cũng xuống khổ cảnh, nhưng mà có khi chúng ta cũng lên nhàn cảnh. Còn đối với tham là trực tiếp à, tham là đi coi như là trực tiếp luôn, tham là coi như là dẫn xuống khổ cảnh. Ví dụ như quý vị á, thấy rằng á, đối với cái sự mà tham mà dính mắt của mình quá à, cái này là của tôi nha, ăn cơm là tôi ăn cơm là phải có cái món thịt đó, như ông hàng bò quý vị thấy không, ăn cơm là phải có miếng thịt bò, còn không có là tôi không có chịu đó. Bây giờ mà không có phải không, rồi tôi vô cầm dao ra cắt cái lưỡi con bò à, nấu bà nấu cho tôi ăn đó, là coi như là chưa kịp ăn là cái lưỡi của mình đã rớt ra rồi
À, do 50 mấy năm mà mình cứ sát sanh biết, mà bây giờ mình cắt cái lưỡi con bò nữa, thành ra nhiều cái nghiệp ác nó tổng hợp lại, à, thành ra làm cho cái người đó chết. Đó thì vừa tắt thở là coi như là sanh xuống địa ngục luôn. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái tham á, thì coi như là tham ăn, tham ngủ, mà tham tình, tham tài, tham danh, tham lợi, tham đủ thứ đó. Quý vị thấy rằng á, đối với thật sự ra cái tham này á, chúng tôi nghĩ nó khủng khiếp lắm quý vị. Và có nhiều cái mình thấy cái dòng đời, mà những cái dòng chúng tôi thì thật sự ra là có nhiều khi chúng tôi thấy có những người á, người ta tham cái địa vị đó, là cái danh lợi đó. Và quý vị biết đó, nhiều khi người ta đem con đem vợ ra phục vụ luôn. Thành ra mình cảm thấy rằng là những cái chuyện đó mình nhìn mình rất là đau lòng. Đó, đối với cái tham á, là quý vị đừng tưởng là tham dục không nha. À, đừng có tưởng là tham dục không nha. Cái chuyện mà người ta đưa mình lên một cái chỗ ngồi nào đó, một cái địa vị nào đó, hãy mà mình leo lên đó rồi đó, là quý vị biết rằng là coi như là chỉ có đến chết thôi. À, leo lên đó rồi à, thì chỉ có đến chết thôi chứ không có leo xuống được đâu. Đó, thành ra đó cái địa vị à, nó cũng ghê lắm đó. Bây giờ chúng tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị nghe à, đối với cái tham á, thì coi như là nó trực tiếp nó dẫn mình đi đâu quý vị? Nó dẫn mình đi thẳng xuống khổ cảnh. À, hãy mà tham thì nó dẫn mình à, đi thẳng xuống khổ cảnh. Còn đối với tanh ha, đối với ái đó à, thì có khi là coi như là cũng xuống khổ cảnh à, nhưng mà có khi thì cũng sanh cõi trời. À, sanh cõi trời. Thí dụ như giờ á, mình nghe nói rồi, mình nghe nói cái người hầu của bà Visakha đó chỉ có đi theo bà sa thú mà sanh, mở mắt ra thấy mình ở trên cõi chư thiên. Đó, mình nghe mình hoan hỷ, thành ra mình cũng tiếp tục mà mình tạo phước, hoặc là mình có cái lời tùy hỷ với thí chủ gì đó, vân vân. Thành ra đó là mình mong gì? À, mong sanh cõi trời. Đó, thì mình mong mình sanh cõi trời, hoặc là mình mong đời sau à, bây giờ ví dụ như mình nghe ca sĩ đó, họ ca hay quá mình thích quá, hoặc là cái người đó người ta đẹp quá, rồi mình tạo phước, mình cúng dường bông hoa, mình cũng nguyện đời sau mình đẹp vậy, vân vân. Thì những người đó thuộc về ái, mà người ta do người ta thích thú cảnh giới chư thiên, hoặc là người ta thích thú đời sau người ta sanh lên có cái âm thanh như vậy, hoặc là có cái dáng người như vậy, thành ra người ta tạo phước, người ta nguyện cõi trời cõi người. Thì trong cái trường hợp đó gọi là ái, trong cái trường hợp đó gọi là ái tan ha. Thì ở trong cái ái này đó, do mình có, mình ái, nhưng mà mình có bố thí, mình có trì giới, mình có phục vụ gì đó, vân vân, thành ra mình sanh lên cõi chư thiên, hoặc là mình sanh lại làm người. Đó, mình sanh cõi chư thiên, hoặc là sanh làm người. Đó, thành ra quý vị nhớ, giữa cái mai mốt khi mà mình đem ra so sánh giữa tham và ái thì như thế nào. Tham thì Đức Phật nói là giống như là lửa, đó, lửa nào bằng lửa tham. Còn ái thì Đức Phật nói là sông nào bằng sông ái. Đó, coi như là vậy thì có nghĩa là gì? Tham thì nó thiêu đốt mình. À, đó, quý vị thấy rằng á, quý vị cứ nhớ là những cái trạng thái ai trong đời này mà không trải qua tham. Thành ra quý vị nhớ là cái trạng thái của quý vị đi. À, 90 cái trạng thái của chúng ta đã từng diễn ra, thì chúng ta coi Đức Phật nói đúng không? Đó. Rồi. Đối với tham mà giống như là lửa thiêu đốt, rồi đối với ái thì sao? Giống như dòng sông. À, dòng sông thì coi như mình thấy mát mẻ, nhưng mà nhận chìm hết những ai đang trôi nổi trên cái dòng sông này. Đó, mà nhận chìm mình ở đâu?
ở cõi dục giới, ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới. Đó, chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi đối với tham thì nó cho mình trực tiếp xuống khổ cảnh, còn đối với ái thì có khi là coi như là cũng làm cho mình tái sanh xuống khổ cảnh, nhưng mà cũng có khi ái đó, do cái ái đó mà làm cho mình sanh nhàn cảnh. Đó, chúng tôi chỉ nói khổ cảnh và cảnh thôi, chứ còn ái là không có thể nào mà thành một cái bậc thánh nhân được nhau quý vị. Đó, nhưng mà chúng ta phải nhớ là đối với cái ái này đó, thì khi mà nó trở thành mà nó tăng thịnh thì nó sẽ trở thành tham. Đó, bây giờ trở lại cũng như lúc đầu chúng tôi nói, lúc đầu chúng tôi nói đó, đối với cái ái này nó rất là nhẹ. Mình thấy, mình mắt mình nhìn thấy cảnh sắc, bây giờ mắt mình nhìn thấy cái cảnh đẹp đó, ái sắc sanh lên. Ái sắc có nghĩa là ái cái cảnh sắc đó đó. Đó, nhưng mà bây giờ càng nhìn càng tìm ra nhiều cái nét đẹp, càng nhìn càng cảm thấy thích, thì lúc bấy giờ ái tăng thịnh trở thành tham. Đó, bây giờ mình nghe cái âm thanh của người đó lặp đi lặp lại nhiều lần, nghe cái âm thanh của người đó lặp đi lại nhiều lần, mới đầu nghe ái thinh, ái cảnh thinh, mà được nghe lặp đi lặp lại nhiều lần, đã vậy còn phân tích nữa chứ. Thành ra Đức Phật mới nói là không có nắm giữ chung, không có nắm giữ tướng riêng, mà mình còn nghe phân tích nữa chứ. Tiếng nói của người ấy nó khác ngày hôm qua, hoặc là cái tiếng nói của người ấy ngày hôm nay nghe nó cũng như là nó im hơn, vân vân. Thành ra những cái đó là cái gì quý vị? Nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Đó, tại vì quý vị biết rằng có nhiều người người ta nói, ủa sao cũng có một cái âm thanh nè, mà có một cái âm thanh nè mà nói ở trong đó là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng là sao? Đó, thì sẵn ngay chỗ này chúng tôi giải thích cho quý vị hiểu. Chứ bất chợt đó, mà nhiều khi quý vị hỏi cái đó, cái âm thanh đó nó có một âm thanh gì à, mà cứ hỏi nắm giữ tướng chung tướng riêng là sao, thì có những lúc đó chúng tôi không có để mà cũng như là không có cái tâm trạng để mà giải thích quý vị. Đó, còn đối với ở trong cái trường hợp này đó, chúng ta thấy rằng là bởi vì ở trong những đoạn kinh khác Đức Phật dạy mình là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, thì mình mới ngăn chặn được, là mình ngăn chặn được cái tham hoặc là cái sân đó. Còn mà bây giờ mình cứ nắm giữ tướng chung tướng riêng, rồi nhiều người là không biết tướng chung tướng riêng là cái gì. Có nghĩa là mình nghe cái âm thanh mình biết đó là âm thanh thôi, mình còn nắm giữ tướng chung tướng riêng, mình thấy cái âm thanh của cái người ấy là coi như là hôm qua nó khác, hôm nay nó khác, thì như vậy đó thì mới gọi là tướng chung tướng riêng. Đó, thành ra đó, mà chúng ở trong cái bài học này á, là cái điều này là chúng ta cần phải chú ý. Cái ái nó tăng thịnh, nó trở thành tham. Đó, thấy cái cảnh sắc đó, ái cảnh sắc mà nắm giữ riết thì nó trở thành ái, nó trở thành tham. Đó, nghe âm thanh mình ái cảnh thinh, nghe lặp đi lặp lại, nắm giữ tướng chung tướng riêng, thành ra nó trở thành tham. Đó, mùi cũng vậy, cảnh khí cũng vậy, cảnh vị cũng vậy. Quý vị biết, thật sự ra đó, quý vị biết đối với chúng tôi cũng vậy. Nhiều khi á, quý vị biết rằng đối với cái thức ăn nhất là những cái món cá đó quý vị, những cái món cá đó quý vị biết rằng là thường thường là mẹ của chúng tôi làm á, thì chúng tôi cảm thấy là ăn là mình ăn vô là mình biết rồi, mình biết là bà làm rồi. Đó, thành ra cái nó cũng bị, nó cũng biết ái nha. Ái là nó nhẹ hơn tham, ái là nó nhẹ hơn tham, mình nhớ nha. Ái là coi như là
mình nghe cái âm thanh đó đó là coi như là mình chỉ mới có thích thôi, hoặc là mình nhìn cái hình ảnh đó mình chỉ mới có thích thôi thì gọi là ái. Nhưng mà bây giờ là coi như là mình bị dính mắc, bị chấp vào cái đó đó, thì lúc đó là chúng ta gọi là bị tham. Thành ra gọi là khi mà ái mà tăng thịnh á, ái là khi mà tăng thịnh nó thì nó trở thành tham. Đó, ái mà nó tăng thịnh thì nó sẽ trở thành tham. Đó. Nhớ, ái mà tăng thịnh sẽ trở thành tham. Đó. Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tuy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sanh già. Đó là quý vị thấy rằng đối với đời sống của chúng ta đó là coi như là người đời nhớ ái dục, coi như là mình dướng hết trơn, mình phải tự thú trước bình minh, mình phải tự thú trước bình minh. Bởi vậy quý vị biết không, thật sự ra đó khi mà mình học ở trong cái giáo pháp này rồi đó, mình học ở trong cái giáo pháp này rồi á, thì mình biết mình quá rồi. Mình biết quá rồi. Thành ra có nhiều người á, người ta nói chuyện á, là mình nghe mình thấy nó nghịch nhĩ lắm. Có nhiều người ta lỡ nó nói á, là sư tu nay 20 năm rồi sư còn tham sân si không? Sư còn tham sân si không? Mình không lẽ mình nói 80 năm nó cũng còn y nguyên nữa, nếu mà đừng có là tu là ngon. Đó, rồi có nhiều người ta nói, người ta trả lời sao quý vị không? Con giận hết tham, con giận hết sân, con giận hết si. Quý vị coi nghe, coi nó đã nghe không? Đó, thành ra có những người đó thật mà nó khổ cái gì nữa quý vị. Nó còn nguyên si còn chứ. Quý vị biết không, có nhiều người á, chúng tôi thật sự ra đó, chúng tôi không có biết, phải nói rằng là chúng tôi không biết chăm sóc khách hàng. Chúng tôi không biết chăm sóc khách hàng. Ngày hôm nay đó, chúng tôi ngồi, chúng tôi nhìn lại đó, mình ngồi, mình suy nghĩ lại đó, là đúng là thiệt. Đúng là thiệt là mình phải dùng những cái danh từ như thời nay đó, cái danh từ kinh tế như thời nay đó. Đó là mình không có biết chăm sóc khách hàng. Quý vị biết không, có nhiều người đó, người ta nói với mình đó, bây giờ là con hết tham rồi, hết tham rồi này kia sư. Thì những cái người đó quý vị biết không, mình chỉ nói tốt quá, vậy là tốt quá, vậy là cô tu, vậy là coi như là tới rồi đạt rồi đó, là coi như là quý vị biết không, là người ta cúng cho mình nhiều lắm. Chúng tôi nói thiệt với quý vị, đi hãng đi, có nhiều khi đó, mấy vị mà sư bạn chúng tôi nói, tôi thấy sư Pháp Tính giảng ở dưới chùa nè, giảng ở trên mạng nè, rồi đi tụng kinh, đi làm đủ thứ chuyện hết á, đi làm đủ thứ chuyện hết á, mà tôi thấy không có như là giống như là nó không bằng một cái vị sư mà người ta ngồi đó, người ta mà người ta còn phát sanh cái tài sản nó nhiều hơn nữa đó. Đó thì chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ lại đó, có nhiều khi chúng tôi cũng tâm sự với nhiều người, chúng tôi nói đúng thiệt. Có những cái người đó khi mà người ta đi đến, mà quý vị biết rằng là coi như là người ta đi đến đó là coi như là lúc nào ở trên người của người ta nó cũng giống như là những bà hoàng hoặc là những cái tiểu thư đó, quý vị. Họ đi đến họ nói con giờ từ ngày con gặp cái pháp đó là giờ con hết tham đồ này kia rồi, thì thì lúc đó mà mình chỉ cần vậy là tu tập như là tốt nha, tu tập như là coi như là đúng đường đúng này kia rồi á, là coi như là mình nói chung là mình người ta đã khoe rồi thì mình nhắn cho người ta miếng ga nữa, tăng bốc người ta lên, là thật sự ra là coi như là người ta sẽ nói chung là người ta sẽ ủng hộ mình rất là nhiều. Mình muốn cúng cái gì người ta cũng ủng hộ đó, còn mà mình nói thôi
người ta, mấy vị trưởng lão mà mấy vị kia người ta tu mà người ta tu mà coi như là người ta ngồi thiền người ta học là nó muốn mòn cái đích luôn rồi, còn mà chưa có chứng cái gì đó tu mà thiếu mà tóc mà nó muốn tự rụng luôn mà còn chưa có chứng, chưa có việc tham sân gì hết nè, mà tối ngày cứ ăn mặc vậy mà đi ẹo 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 rồi mà nói hết tham chuyện nó làm gì có đó. Thành ra quý vị biết không, mất khách hàng luôn. Thành ra giờ chúng tôi nghĩ không biết là mình nên học hay là giờ mình nên giảng, mình nên học giờ mình nên giảng hay là mình nên học à, đó. Thành ra đó à, thành ra mình nên giảng hay là mình nên đi học lại cái kỹ năng chăm sóc khách hàng. Không phải bây giờ mình không có im lặng là xưa rồi, bây giờ mình và chúng tôi phải đi học thêm một cái kỹ năng chăm sóc khách hàng à. Quý vị biết không, chúng tôi nói những cái chuyện này á, là chúng tôi nói thiệt nha quý vị à, chúng tôi nói những cái chuyện này đó là chúng tôi nói thiệt đó. Đó là quý vị, không có nhiều người ta lại nói chúng tôi á, là sư phụ con kể á nha, đêm qua đó sư phụ con hành thiền á, là sư phụ con thấy ha, sư phụ con bay từ cái núi này qua cái núi kia, mà những cái ngọn núi mà sư phụ con bay qua đó là coi như là có những chúng sanh ngã quỷ đang ở dưới đó la hét rồi gào thét rồi rên la đồ này kia. Là quý vị biết chúng tôi nghe là chúng tôi thấy là chúng tôi mệt quá nha, chúng tôi mệt lắm rồi nha, chúng tôi muốn đuổi họ đi rồi. À, lát là nói vài câu nữa hồi là chúng tôi đã đuổi đi hoặc là chúng tôi không có tiếp rồi. Thành ra quý vị biết không, sau một thời gian nhìn lại là giờ này chỉ còn có mình khi mà mình nhìn lại mình thấy còn có mình nè, rồi á mình coi lại á những người khác thì sao, những cái vị khác thì sao, khi mà gặp những người đó người ta lại nói á, thì người ta nói ồ vậy đó hả, trời ơi hay quá, thầy cũng hay mà trò cũng hay nữa. Thành ra quý vị thấy rằng những cái chỗ đó nó hưng thịnh à, những cái chỗ đó nó hưng thịnh. Thành ra bây giờ chúng tôi không biết là mình nên coi lại kinh điển hay là mình phải đi học thêm một cái khóa mà người ta gọi là chăm sóc khách hàng. Không biết là bây giờ là mình phải theo cái đường nào. Đó, bây giờ trở lại bài học để còn cái đó gác qua một bên để từ từ rồi suy nghĩ. Rồi vậy thì quý vị đã hiểu được cái chữ tanha rồi phải không, có nghĩa là mình bị ái rồi. Tanha ở đây vậy thì thọ mà duyên cho ái quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Quý vị còn nghe âm thanh của chúng tôi? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, rồi thọ mà duyên cho ái có nghĩa là như thế nào? Hầu hết tất cả chúng ta, gặp những cái trần cảnh, nói chung là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp gì cũng vậy, chúng ta điều dễ khởi lên tham ái. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta thích thú ở trong những cái cảnh ấy đó. Sau khi mà các căn chúng ta mà tiếp xúc với các cảnh thì lúc đó đó thọ nó sẽ có mặt, thì lúc đó là ái nó sẽ sanh lên tiếp theo là đối với tất cả chúng sanh phàm phu của chúng ta. Phải mà thọ mà nó có mặt thì lúc đó đó là ái nó sẽ sanh kế tiếp đó. Thì có những cái lúc đó, quý vị thấy rằng không nó trực tiếp hoặc là nó gián tiếp, là ở đây đó, là có nghĩa là nói về cái gì quý vị? Quý vị chờ chúng tôi nói, mấy anh thợ mấy anh làm cái việc khác thôi, việc khác chi tiết. Thầy, một chút nữa rồi mình
thưa cái đó nha, để nói chuyện 5-10 phút với mày. Dạ. Ở đó thì quý vị nghe đỡ lời lời ha. Dạ. Ở đây thì quý vị thấy rằng tất cả chúng ta là ở trong đời này, thế mà gặp mà những cái trần cảnh gì đó là coi như là ái nó sẽ khởi lên, thọ nó khởi lên rồi, ái nó sẽ đi tiếp theo đó. Từ cái ái đó đó nó sẽ có mặt, rồi nó sẽ dẫn dắt chúng ta dẫn dắt chúng ta đi cảnh này cảnh kia đó. Dù cho đó, quý vị thấy rằng đối với cái thọ đó, thọ khổ nó cũng làm duyên cho ái nữa, quý vị. Nó cũng làm duyên cho ái được nữa. Đó, thí dụ như quý vị thấy rằng giờ mình đau quá, mình thọ đá cái chân vô, trầu ô đi, nhắm mắt nhắm mũi, đá cái chân vô cái cạnh bàn, đau quá, mong sao nó hết đau, trở lại cái trạng thái khác chứ, trở lại cái trạng thái nãy chứ. Đó, rồi giờ lâu quá, bây giờ tự nhiên là mình không có để ý cái mặt của mình, hôm nay cái mặt mình là không biết do gì đó mà nó do nó cái gì đó mà bây giờ mặt mình nó có một cái chấm, một cái nám gì đó, rồi mình cũng buồn, mình cũng buồn, mình cũng sợ quá, mình cũng mong là tìm được cái thuốc nào để mà mình xức cho nó hết, nó hết cái bị cái nám ở trên mặt đó. Thì dù cho lúc đó mình thọ khổ hoặc là mình thọ u gì đó thì nó cũng làm duyên cho ái được, nó làm duyên cho ái được đó. Thành ra đó chúng hồi lúc trước đó, quý vị biết tại sao mà tại sao mà cái này mà chúng tôi biết nhiều không? Có nghĩa là lúc đó chúng tôi học, chúng tôi có nhiều cái thắc mắc, chúng tôi nói bạch phụ, đối với thí dụ như là thọ hỷ thọ lạc thì làm duyên cho ái, đúng rồi. Nhưng mà tại sao mà thọ khổ, trời ơi, thọ khổ hoặc là thọ u mà cũng làm duyên cho ái nữa? Đó, tại sao vậy? Đó, thì chúng tôi mới được giải thích, giải thích cách này, giải thích cách kia. Thành ra bây giờ tới tới đây là coi như là mỗi lần nhắc tới những cái điều này, nhắc tới những cái điều này là chúng tôi nhớ hết chúng tôi nhớ hết Đó, thành ra coi như là đối với cái cảm thọ của phàm phu của chúng ta, thọ hỷ, thọ u, thọ lạc, thọ khổ, thọ xả gì, đối với phàm phu của chúng ta là điều duyên cho ái hết, điều duyên cho ái hết nha. Đó, rồi, vậy thì điều duyên cho ái hết. Rồi, còn nếu mà nói theo một cái cách cho nó tổng quát á, là coi như là chúng ta ái ở trong dục ái nè, sắc ái nè, vô sắc ái. Đó, những cái gì mà chúng ta cảm thấy mà chúng ta đối với dục ái thì sao? Sáu cảnh, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp rồi đó, là chúng ta đều ái hết, gọi là dục ái. Rồi những người ta thích những cái cảnh giới thiền, người ta dính mắt với những cái chi thiền, thành ra gọi là sắc ái. Những người mà người ta dính mắc về những cái tầng thiền vô sắc thì gọi là vô sắc ái. Đó, chúng ta nghe sanh cái cõi trời đó đó, cái cõi ở trên đó đó, coi như là nó tuổi thọ nó nhiều đồ này kia, đó gọi là vô sắc ái, vô sắc ái. Rồi, vậy thì coi như là hôm nay là chúng ta học về cái ái này chỉ có nhiêu đó thôi. Quý vị cứ nhớ là hễ mà thọ nào cũng làm duyên cho ái đối với phàm phu của chúng ta. Rồi bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này, dành ở thời gian chúng ta còn thời gian không quý vị? Còn thời gian để quý vị thắc mắc không? Nếu mà còn thời gian thì đâu hết rồi, Nguyên Trang, Nguyên Như, rồi mấy vị MC trong lớp đâu hết rồi. Chúng ta còn thời gian không? Rồi, rồi, vậy thì mời quý vị nha. Nếu quý vị có thắc mắc ở trong bài học.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và nguyên như con xin thay mặt là lớp học kính tri ân sư phụ Pháp Tính đã giảng dạy cho chúng con bài học 12 nhân duyên về cái phần thọ duyên cho ái của ngày hôm nay. Và bây giờ tới cái phần câu hỏi các dạ sa thú anh Ca Vinh đã giơ tay rất là mau lẹ. Dạ sa thú xin mời anh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con kính lễ Phật Bảo, con kính lễ Pháp Bảo, con kính thưa lễ tăng bảo. Dạ kính thưa sư, dạ vậy thì cái ái nó vi tế hơn và khó nhìn thấy và khó khó nhận thấy, khó bắt được nó. Còn cái tham thì nó thô hơn thì dễ bắt nó. Vậy xin sư cho biết hành giả cần hành như thế nào để mà nhìn, để mà nhận thấy nó là hành giả đang bị cái ái nó đang bị cột vào cái ái đó, hoặc là cái ái nó đang control họ, đang nắm giữ họ. Tại vì có ví dụ như là lúc mà con nằm ở trên giường á, thì lúc đó không thấy cái sự tham, nhưng mà một khi mà thấy một khi mà có người nào mà lại mà kêu mình dậy đi đây đi đó mà mình thì lúc đó mới nhận được là cái sự vùng vẫy của cái tâm bất thiện của mình, thì lúc đó thì mới biết là cái sự dính mắc. Nhưng mà một khi mà hành giả đang ở trong đang hưởng cái cảnh đó đó, thì hành giả mà cái cảnh nó vi tế quá, hành giả khó thấy được lúc đó hành giả đang bị dính mắc, đang bị dính vào đó. Vậy có cái vậy xin sư cho biết hành giả cần học và hành như thế nào để nhận diện ra là hành giả đang bị dính mắc vào cái cảnh vi tế đó. Dạ, dạ kính lễ sư, kính trang sư ạ. Dạ, qua câu hỏi của Ca Vinh thì sư phân tích như nào? Mình coi như là mình đã biết cái trạng thái của ái và cái trạng thái của tham rồi. Ái là nó giống như là nó rung động nhẹ ở trong tâm của mình, nó rung động nhẹ ở trong tâm của mình. Thí dụ như giờ mình học, mình vô lớp này mình học thì cũng có những người mà mình thích, mình mới vui mình học được, không? Đó. Còn đối với tham thì mình không nói rồi. Tham thì coi như là giống như mình tham ngủ, hoặc là mình tham ái của người đó, thì nó coi như là nó hiển lộ rõ quá rồi. Thì mình đã ghi nhận được cái trạng thái đó rồi. Thì bây giờ quý vị thấy không? Bây giờ cũng như giống như hồi xưa thờ mình còn đi học trò đó, thờ mình còn nhỏ đó. Mình mà coi như là mình thích ai á, nó giống như là tối ngày cứ vòng vòng đó đó, vòng vòng đó đó. Hồi đó chúng tôi nhớ nó vui lắm, vì mình ở nhà nó thời đó thì coi như là nhà nó san sát với nhau, mà bà con dòng họ san sát với nhau. Quý vị thấy rằng nhiều nhiều cái đứa mà con trai mà nó lớn lên á, nó thích nhỏ nào mà ở cái xóm đó đó quý vị. Nhiều khi mình kêu đi mua nước đá giùm nó, không? Cái chỗ bán nước đá đậu trên kia, mà nó cũng lấy xe đi mua nước đá, mà nó cũng đi vòng, nó đánh một cái vòng đi ngang cái nhà của người ta đó đó. Thành ra cái tham thì nó cái tham dẫn nó đi. Cái này chắc quyền nhượng quyền càng đâu biết không, nhưng mà nó thực tế quý vị. Thành ra quý vị biết không? Nó cái này nó thật sự rất là thực tế. Có nghĩa là đúng ra người ta đi mua nước đá, người ta đi cái ảo lên, đi ảo về tới, mà kêu cái thằng đó là nó phải đánh một cái vòng, làm như là cái lúc nào cái tư tưởng đó là nó cũng là nó nhớ về cái nhà đó đó, giống như người đời nhớ ái dục đó. Đó. Còn cái đối với cái tanh ha đó thì nó coi như là tanh ha là nó mới chỉ là nhẹ nhẹ thôi, nó nhẹ nhẹ thôi đó. Thành ra nó ở đây đó, thì anh Cao Quỳnh hỏi là mình làm sao để mà mình diệt, mình làm sao để mà mình diệt. Thành ra hồi nãy xuống mới nói là mình không nắm dưỡng tướng chung, không nắm dưỡng tướng riêng. Quý vị biết là tại sao mà chưa có cái kinh nghiệm mà để mà mình hành thiền một mình
Hồi đó nó quý vị biết chúng tôi mới tu đó, là chúng tôi nghĩ đó, mình hành thiền đó, là phải có cái vị hành giả, có nghĩa là phải có một cái trường thiền, một cái nhóm hành giả đông mình mới hành thiền được. Nhưng mà quý vị biết rằng á, những cái thời gian mà chúng tôi đi qua bên Miến Điện á, là những cái trường thiền nổi tiếng ở bên Miến Điện đó, quý vị biết không, khi mà mình đi qua cái thời gian mà thí dụ như là không phải mùa hạ, không phải vào mùa hạ, nói chung là vào những cái thời gian bình thường á, quý vị biết nhìn cái trường thiền á, có 3 người, có 8 người, có 10 mấy người à. Nhưng mà ở trong cái mùa hạ đó tới 1 người đó. Nhưng mà lúc đó mình nhìn, mình thấy người ta vẫn lên, người ta tu tập được. 8 người, 3 người, 14 người, người ta vẫn lên, người ta tu tập bình thường. Thành ra sau này mình về, mình nhớ trong cái ký ức đó hoài. 1 người cũng tu được, 3 người cũng tu được, 10 mấy người tu cũng được. Đó, thành ra ở đây đó, chúng tôi mới nói rằng là đối với mình không nắm giữ tướng chung, tướng riêng. Ví dụ như bây giờ mình thường thường mình tu tập, lên mình hành thiền, có vị sư đó người ta hành với mình, có cái hội chúng đó người ta hành thiền với mình. Nhưng mà bây giờ người ta không lên, người ta không lên hành thì mình hành mình thôi, mình đi mình, mình hành một mình đó. Hoặc là như hồi nãy chúng tôi nói, đối với mình nghe cái âm thanh của người đó, mình biết là mình rất là mến, rất là quý cái người đó. Giống như là mình bị ái luôn á, mình bị ái với cái âm thanh của người đó, thì cái âm thanh đó người ta như thế nào thì mình không phân tích nữa, mình không có phân tích nữa. Ví dụ như mình nghe cái âm thanh của cái người ta vậy đó, thì tự nhiên cái lúc đó mình, cái tư tưởng mình nó sẽ suy nghĩ, chắc có lẽ là cái người đó ngày hôm qua thức đêm quá hay là sao đó, thành ra bây giờ mới cái âm thanh nó giống như là một cái người mà bị cảm rồi này kia. Đó, có nghĩa là cái tâm của chúng ta để vô cái tướng chung, tướng riêng nhiều quá. Cái tướng chung, tướng riêng nhiều quá, thành ra lúc đó đó mình mới lo lắng. Một là mình lo lắng là tâm sân, hai là mình bị dính mắc là tâm tham. Đó, thành ra đó mình muốn mình ở trong đời sống này đó, thật sự ra quý vị thấy hồi nãy chúng tôi nói, tất cả chúng sanh ở trong đời này tiếp xúc với các cảnh các trần là coi như là ái nó sanh lên, có thọ rồi thọ nó làm duyên cho ái, có ái nó sanh lên, chúng ta không có thoát nổi, chúng ta không thoát nổi cái ái này đâu. Nhưng mà chúng ta có tu tập, bởi vậy đó hồi nãy là do ở ngoài người ta hàng, người ta cắt đồ, chúng tôi bị chi phối nhiều quá. Chứ đối với cái ái này đó, là có những cái chúng sanh, có nghĩa là có những cái vị hành giả đang có ức niệm, có nghĩa là đang tu tập có cái chánh niệm, thì coi như là sẽ ngăn ngừa được bớt cái ái, ngăn ngừa được bớt cái ái quý vị. Đó, còn đối với những cái bậc thánh thì không nói rồi, đối với những cái bậc mà chứng thánh đồ này kia là không nói rồi, chỉ còn lại cái bậc mà đang ở trong cái chánh niệm, đang có cái niệm mạnh, thì thọ nó không có làm duyên cho ai, thọ nó không có làm duyên cho ai. Vậy thì ở trong đây Ca Bình hỏi chúng tôi đó, thì coi như là nếu mà chúng ta phải coi cái tánh của chúng ta nó thuộc về cái tánh gì, cái tánh của chúng ta nó thuộc về, thí dụ như bây giờ mình tham ngủ đi, thí dụ như bây giờ mình tham ngủ đi, mình nghĩ rằng đó là mình ngủ nhiêu đó nó cũng đủ rồi. Có những người người ta ngủ cũng có 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ rồi người ta cũng làm việc được. Thành ra bây giờ là do cái sự mà mình bị tham dính mắc về cái ngủ nghỉ đó, thì con mình làm việc ở trong tâm của mình như vậy đó, thì bắt đầu lúc đó nó mới bớt đi cái sự tham, bớt đi cái sự tham. Cái điều này thật sự ra đối với cái sự tu tập đó, là mà mình trao đổi đó, mình không có cái gì mắc cỡ, mình phải biết rằng là cái bệnh của mình như vậy á, thành ra mình mới từ từ mình tìm cách mình từ bỏ được đó. Đối với chúng tôi á, thật sự ra quý vị biết ngày xưa chúng tôi học mới vô chùa, quý vị biết là mở chỉnh cái đồng hồ á, là coi như là 3:30 dậy, đặng 4 giờ công phu,
mà 3:30 quý vị biết đồng hồ đó, nó reo lên rồi thôi, cái nói trong tâm nữa không, thôi năng ngủ 5 phút nữa đi, rồi bắt đầu ngủ 5 phút nữa, 5 phút nữa, 5 phút nữa rồi tới sáng luôn. Đó, có nghĩa là mình trải qua biết bao nhiêu lần thất bại như vậy, rồi mới bắt đầu, rồi đến những cái ngày sau đó, rồi mình mới chiến thắng, mình mới dậy được đúng giờ, chứ không phải là tự nhiên mà mình được đâu. Đó, thành ra ở trong đây thì cái câu của Cao Bình hỏi đó, làm thế nào mà ngăn được đó, thì cái điều mà tốt nhất là mình đừng có nắm giữ tướng chung, tướng riêng, có nghĩa là mình đừng suy nghĩ về cái cảm thọ hoặc là cái đối tượng đó nhiều quá, thì dần dần mình sẽ ngăn trừ lại được. Đó, đó là cái ý của chúng tôi, xin trả lời cho câu hỏi của Cao Bình nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư phụ Pháp Tính đã giảng giải câu câu của anh Ca Vinh. Dạ, nguyên như thấy bây giờ cũng là 10:35 và dạ, cũng trễ rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Nguyên như xin dâng nước lại cho sư ạ. À. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha anupavena sada suti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupavena sada suti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anupavena sada suti. Và vàng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú xà thú xà thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề qua tà sanh ti quy hà ra qua si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê tà hình ta hình tà thầm ma đà nê na pha quanh tu bù chi ta so tình ca ron tê tha quy hà ra măng đa lê thề ra cha mánh cha na hoa ca cha phình kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha quan tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni càng thầm ma hòa răng bà tình cha tê sầm bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha giang tha tu chỉ răng sa tăng thầm mô thầm mạnh tha ra cha bùng ga la sang khô hồ tu sa mắc gô qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sanh thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri no vua thân sam ba bù này ya ma thầm ma ri dâm ba quỳ đi tê y đằng nô nhá ti nằng hô tu khi ta hoàn tụ nhà ta vô y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoàn tụ nhà ta vô y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoàn tụ nhà ta vô ý đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng cuốn thuộc đã qua vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây
hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày thứ sáu ở bên Mỹ và cũng là sáng thứ bảy bên Việt Nam. Chúng ta lại được học những bài rất là hay về vi diệu pháp với thầy Kinh Milanda. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.